Chào mọi người đã đến với kênh Yêu Cây. Thì clip này mình sẽ làm về cây húng lũi nha mọi người. Thì ở đây mình có 3 nhánh. Thì mình vừa xin được. Thì mình sẽ tiến hành nhân giống nó nha mọi người. Mình nhân giống bằng cách dăm cành. Thì do ở đây mình chỉ có 3 cành mà trong mùa dịch này nữa mọi người, nên rau nó cũng khan hiếm, nên mình tiến hành dăm nó vào cái ly và trùm ni lông nha mọi người. Chứ cái này bình thường mình chỉ cần dăm vào muỗng dừa bình thường, không cần trùm nó cũng lên nữa, dễ lắm. Nhưng mà mình sợ nó chết, mình không được nhiều giống thì mình dăm kỹ thôi. Thì mọi người có điều kiện thì cứ thực hiện theo, không thì mình chỉ cần dăm vào giá thể bình thường là được. Sau này thì mình có nhiều thì mình sẽ dăm vào giá thể thường cho mọi người xem. Thì mình chỉ cần dăm vào cái ly nhỏ, sau đó thì lấy ni lông trùm lại là được. Mình dăm xong mình nén lại nha mọi người, sau đó thì lấy ni lông trùm lại. Thì ở đây mình cũng tận dụng những cái thứ cũ mình đã sử dụng dăm hoa hồng để mình dăm cái cây này thôi, chứ không có cái gì mới hết mọi người. Đây, sau khi trùm lại thì mình để trên một cái chậu giá hể để mình tưới nha mọi người. Mình tưới vào cái chậu giá hể thì nước nó khi nó bốc hơi lên thì nó sẽ mau dẫn lên cái chậu của mình. Đây là một kỹ thuật dăm cũng khá là hay, thì cây nó sẽ đảm bảo độ ẩm và nó sẽ ra rễ nhanh hơn. Thì mình sẽ tiến hành với những hai cái cành còn lại nha mọi người. Mình đã hoàn thành quy trình dăm ba cái này nha mọi người. Thì bây giờ mình bỏ vào nó vào nơi râm mát và cứ cách vài ngày mình tưới vào cái giá hể này một ít nước. Đợi khoảng 2 tuần thì mình kiểm tra xem nó ra rễ hay không. Nếu nó không ra rễ thì hiểu. Do mình thấy cái cây húng lũi này cũng dễ dăm nên mình không có sử dụng thuốc kích rễ nha mọi người. Mình chỉ sử dụng những kỹ thuật bình thường mình có thể áp dụng được thôi. Thì hôm nay là đúng 10 ngày kể từ khi mình dăm cây húng lũi này nha mọi người. Thì nó đã ra rễ rồi, nó ra cũng khá nhiều. Thì mình sẽ tiến hành trồng ra chậu lớn nha mọi người. Mình trồng vào chậu 18, giá thể là đất đỏ, vỏ đậu, trộn đựng dừa, rau trấu và một ít hữu cơ vi sinh nha mọi người. Thì mình trồng những loại giá thể mà mình có sẵn nha mọi người, chứ thì mình cứ trộn thoải mái, cây này nó cũng dễ lắm. Hiện tại thì chậu nào cũng có rễ rất là nhiều rồi mọi người. Cây húng lũi này rất là dễ trồng. Đây. Thì như thường lệ mình bóp quanh chậu, sau đó lấy chậu ra. Đây mọi người. Sau khi trồng thì mình sẽ tiến hành tưới nước nha mọi người. Thì giá hể mình sử dụng đây thì gồm có đất đỏ, phân bò kết hợp với mụn dừa và rau trấu. Thì công thức chi tiết mình có ghi dưới phần mô tả. Còn mọi người có thể trộn công thức giá hể khác đảm bảo dinh dưỡng cho cây phát triển là được. Thì mình sẽ tiếp tục quan sát ba cái cây của mình thêm một thời gian nữa để xem quá trình phát triển của nó. Thì đây là cây húng lũi của mình sau hơn một tháng trồng nha mọi người. Thì cây nó đã phát triển ổn định, như thế này thì mình có thể ngắt lá mình đi sử dụng được rồi. Cây này thì có thể cuốn bánh tráng hoặc là
ăn sống nha mọi người, mùi nó khá là thơm. Thì hoặc là mọi người có thể cắt để đi dăm tiếp để nhân giống ra nhiều thêm. Thì cây húng lũi này rất là dễ trồng, nó là một loại rau mùi đó mọi người. Nó khác với cây bạc hà nha mọi người, để mình cây bạc hà lên nữa cho mọi người xem. Đây, đây là cái lá bạc hà, bên đây là húng lũi, thì nó cũng khá giống nhưng mà thật chất là nó khác. Nhưng mà hình như theo mình được biết thì có một loại bạc hà nó cũng rất là giống húng lũi, khó phân biệt lắm. Đây, giá thể trồng thì mình sẽ ghi dưới phần mô tả nha mọi người, chủ yếu là cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây là được, chứ cây húng lũi này nó cũng dễ chịu lắm, nó chịu được nhiều nền đất khác nhau. Thì mình cũng xin kết thúc clip tại đây nha mọi người, thì mọi người hãy like video cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại trong video sau về loại cây hơi mới hơn. Đây là cây hoa hồng của mình nè mọi người, này nó nở khá là nhiều, này nó nở được 3 bông luôn. Bye bye.